Cách làm chân trâu khoai dẻo thơm ngon để kinh doanh địa an, mời bọn vào bếp cùng Harry thực hiện. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Harry chia sẻ cách làm chân trâu khoai dẻo để kinh doanh địa an. Nguyên liệu cần chuẩn bị: gói bột năng, tí khoai lông vòn. Các bạn ơi, nếu yêu thương Harry cho mình một nút like và một nút đăng ký để Harry có động lực ra nhiều clip chia sẻ từng tình chi tiết luôn nha. Hồi nãy Harry làm mà Harry quên bấm máy rồi, cũng lo các bạn mua về mình gọt vỏ nha, và mình rửa sạch rồi mình thái hạt lựu tầm khoảng một đút ta, tầm khoảng 2 cm là được nha. Bây giờ mình sẽ cho lên cái xưởng để hấp cho nó chín củ lon này rồi đi áo bột nha. Bạn nào mà không có xưởng hấp đó thì mình có thể luộc cũng được nha. Mình đậy lớp lựa ha và hấp củ trong khoảng 10 phút là khoai nó sẽ chín nha. Khoai đã hấp được 10 phút rồi nha các bạn ha, nó đã chín rồi nha. Mình sẽ tắt bếp và đem đi áo luôn ha. Mình sẽ cho đây là 100g nha. Mình 100g bột năng vô đây trước nha các bạn ha. Rồi lại điều gì đó nha. Mình sẽ cho hết cái phần củ lan vào luôn nha. Rồi mình rải ở đây 100g bột năng nữa nha. Các bạn sẽ đây mình sắp. Đầu tiên là mình sẽ lắc vào trước nha các bạn ha. Cho khoai của mình nó dính bột rồi. Khoai đã nguội, mình dùng tay ấu bột lần nữa để bột dày hơn, lồm nhẹ tay để khoai không bị nó. Mình ấu bột như vậy là được rồi nha các bạn ha. Bây giờ Harry sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cách nữa, đó là mình sẽ đi nhào bột nha. Cái này là 100g bột năng nha các bạn ha. Mình sẽ trộn đều với 10g bột sữa sầu riêng nha. Các bạn có thể dùng bột matcha để làm cũng được, hoặc là mình có thể dùng bột dành đỏ để làm được nha các bạn ha. Mình trộn đều lên nha. Cho vào đây là 100ml nước nóng nha các bạn nha. Nước thiệt là nóng luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ trộn đều nha, mình trộn liền nha. Khúc nhồi bột này khá quan trọng, rất nhiều bọn lùm bị hãng. Đừng lo, Harry đã canh chuẩn từng gam, các bọn lùm theo sẽ thành công. Lưu ý dùng nước sôi 100 độ. Các bọn nhồi bột đến khi nào mà nó không có còn dính vào tay của mình nữa là được nha các bạn nha. Đây ha, như vậy là ok rồi nè. Mình bạn làm số nhiều thì mình sẽ dùng bằng bọc thực phẩm mình bọc lại để cái bột mình nó không có bị khô. Nó khô mình không có làm được, mình không có giò viên được nha. Còn mình làm ít thì mình khỏi bọc cũng được. Còn bọn được kỹ thì mình bọc nha. Đó, các bọn mình nó dẻo mình như vậy là được rồi nha. Thấy chưa các bạn, các bọn mình nó dẻo mịn như vậy là ok rồi, thấy chưa? Đó, rất là ngon luôn nha. Đó, các bạn làm như vậy là đọt chất lượng rồi nha. Nó dẻo mịn như vậy là quá tuyệt vời luôn rồi đó. Bọn nào lỡ lồm bột bị khô, cách giữa cứu cho bột vào chỗ chống dính, cho ít nước vào, đảo đều liên tục đến khi bột trong lại, dẻo ra, nhồi không còn dính tay nữa là được. Khi bột bị nhỏ, cho ít bột năng vào, đem lên bếp trộn đều đến khi bột hết nhỏ là được. Trước khi đem luộc, mình rai đi phần bột thừa. Cái bột nghỉ 20 phút nha các bạn, rồi mình hãy đem đi luộc nha, cho cái khoai mình nó đã bị tụt bột ha. Bột nghỉ được 20 phút rồi nha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp để luộc ha. Nước đã sôi lên, mình sẽ thỏa hết những cái viên chân trâu dẻo này vào. Mình để im khoảng 30 giây cho bột nó xay lại. Sau đó mình dùng đũa đảo đều để những viên chân trâu dẻo này không bị dính vào nhau ha. Bạn nào mà muốn ăn bột dày hơn thì lúc mình bỏ khoai dẻo vô 1 phút mình vớt ra để ráo nước và mình đi áo bột lần 2 làm tương tự giống như lần 1 là được nha. Mình luộc khoảng 3 phút thì cái khoai dẻo của mình nó sẽ nổi hết lên trên mặt nước là được. Mình tắt bếp, mình sẽ vớt hết ra cái khoai chân trâu dẻo này ra tô nước đá nha. Mình sẽ ướp vào đây là 400ml nước đường. Nước đường này nước đường pha loãng nha các bạn ha. Mình ướp đường pha loãng nha. Rồi, cho đây thì mình cho vô 100ml thôi. Đây là hũ xoắn, Harry làm màu xanh. Còn hồi nãy thì Harry dùng ít màu vàng cho các bạn làm mẫu cho các bạn câu, với hướng dẫn cho các bạn câu với hũ xoắn thì Harry làm màu xanh đó các bạn. Đó, mình làm như vậy thì nhìn nó rất là ngon luôn ha. Và bột nó nhiều hơn. Còn mà làm cách này thì các bạn cũng được, nhưng mà bột nó không có được nhiều thôi. Nhưng mà cách này thì nó sẽ nhanh hơn nha. Giờ cũng đã 7 giờ tối rồi các bạn. Không biết các bạn đã ăn cơm chưa? Harry sẽ pha một ly trà sữa để uống nha. Harry chưa ăn cơm nên cũng đói bụng á. Đây là một vá chân trâu nha, chân trâu khoai dẻo ha, với thêm mấy cái cục viên của chân trâu khoai dẻo luôn. Đó, một ly như vậy ha. Các mẹ bỉm sữa muốn bán trà sữa mà chưa biết cách nấu, chưa biết cách pha chế thì tham khảo quyển sách bên Harry ha. Quyển sách của Harry ghi một cách chi tiết rõ ràng cụ thể, bạn nào không biết làm đọc vào cũng biết làm ha. Ví dụ như các bạn muốn nấu trà sữa sô cô la đi thì Harry sẽ liệt kê nguyên liệu cần chuẩn bị cái gì, các bước thực hiện, rồi hướng dẫn cho các bạn cách pha chế ly 500ml, ly 700ml, ngọt ít ngọt nhiều, rồi tính luôn giá cốt và hướng dẫn các bạn cách bảo quản. Đặc biệt Harry còn hướng dẫn cho các bạn cách pha trà sữa sô cô la từng ly luôn ha, cho những bạn nào mới bán còn ít thì hướng dẫn cho mình pha ly 500ml ha.
Rồi pha ly 700ml như nào luôn, rồi tính luôn giá cốt. Rồi rồi Harry còn hướng dẫn thêm một cách nữa, đó là dùng siro để pha ra trà sữa sô cô la luôn ha. Đó một cách chi tiết rõ ràng và tỉ mỉ nhất luôn mà không có một quyển sách nào trên thị trường họ ghi giống như Harry đâu ha. Quyển sách này á, là trọn bộ luôn nha các bạn ha, có đầy đủ các loại trà sữa luôn. Đây vì chuyên đề trà sữa đúng không? Có hàng loạt các loại trà sữa khác nhau luôn ha. Những loại trà sữa này á, là bán chạy nhất trên thị trường, được nhiều khách hàng yêu thích thì Harry mới ghi vào nha. Có luôn chuyên đề topping ha, chuyên đề topping thì cũng có rất là nhiều loại topping luôn. Những loại này là những topping ngon nha. Có luôn cách làm kem macchiato, kem trứng nướng nha. Có luôn chuyên đề trà trái cây nhiệt đới. Có một loại chuyên đề về trà trái cây nhiệt đới luôn, có luôn trà sen vòn, trà dâu tư, trà xòa và trà ủi hồng nha. Vì chuyên đề đá xay thì cũng có các loại đá xay luôn, matcha sola. Khuyên môn có luôn chuyên đề lục trà, hồng trà, trà hoa quả nhiệt đới, cà phê nước ép. Một quyển sách này là trọn bộ, các bạn mua về là hoàn toàn mở được quán luôn nha. Bên Harry đang có chương trình ưu đãi, còn 299 bạn là đặt inbox vô lù 0933395267 đi chốt đơn thành công. Quyển sách này Harry ghi bằng cỏ tâm huyết và có những cái mẹo nhỏ, những cái bí quyết nào thì Harry ghi vào luôn mà không có giấu nghề. Những công thức này là Harry lấy thực tế từ quán trà sữa của Harry đưa vào để cho các bạn làm thành công và bán đắt hơn. Bạn nào mà nấu trà sữa chưa ngon, chưa đậm vị trà, inbox Harry chỉ cho. Trên thị trường có rất nhiều loại sách về công thức trà sữa, các bạn nên lựa chọn những chỗ nào uy tín, những chỗ nào mở quán trà sữa lâu năm rồi thì công thức người ta ghi một cách chi tiết, cụ thể rõ ràng, các bạn đọc vào sẽ làm được giống như quyển sách của Harry nè. Quyển sách của Harry nó khác với những quyển sách khác trên thị trường nha các bạn. Đây là quyển sách trên thị trường cách đây 5 năm họ mua, Harry mở quán có mua về để tham khảo á. Thì họ người ta ghi như thế nào đây? Ví dụ như các bạn muốn nấu trà sữa matcha đi thì người ta ghi là 100ml hồng trà, 50ml nước sôi, 35g bột sữa, 2g bột matcha, 30g đường đá. Công thức này chỉ áp dụng một ly thôi thì các bạn không có mở được quán nha. Còn công thức của Harry á là ghi với số lượng nhiều luôn, các bạn mua về là hoàn toàn mở được quán luôn ha, và ghi một cách chi tiết rõ ràng cụ thể luôn nha. Ví dụ như các bạn muốn làm kem trứng nướng đi thì Harry sẽ ghi là các bước thực hiện luôn ha, rồi hướng dẫn cho các bạn cách bảo quản, rồi có những cái lưu ý nào thì Harry ghi ra cho mình luôn ha. Còn về phần trà sữa đúng không? Ví dụ như các bạn muốn làm trà sữa matcha đây thì nguyên liệu Harry cũng liệt kê ra, rồi các bước thực hiện, rồi hướng dẫn cho các bạn cách rồi tính luôn, hướng dẫn cho các bạn cách pha chế ly 500ml, ly 700ml, tính luôn giá cốt. Quyển sách này Harry ghi một cách chi tiết rõ ràng cụ thể, bạn nào không biết làm đọc vào cũng biết làm nha. Ví dụ các món, ví dụ như các bạn muốn làm thạch phô mai đó thì Harry cũng liệt kê nguyên liệu, rồi các bước thực hiện, rồi hướng dẫn cho các bạn cách pha màu cho từng hương luôn nha, hương sô cô la, hương matcha, hương đào, hương vải luôn ha, hướng dẫn cho các bạn cách bảo quản nha. Ví dụ như các bạn muốn làm trà sữa khoai môn đi thì Harry có liệt kê nguyên liệu cái gì, rồi các bước thực hiện. Rồi tính luôn giá cốt cho các bạn luôn nha, rồi hướng dẫn cho các bạn cách pha chế ly 500ml, ly 700ml, hướng dẫn cho các bạn cách bảo quản, rồi muốn tăng dụng giá cốt có luôn ha. Sô cô la matcha đá xay thì Harry cũng ghi liệt kê từng bước để cho các bạn đọc vào các bạn sẽ làm được nha. Topping chân châu dẻo uống cùng trà sữa rất ngon, các bạn thử làm cho gia đình và bạn bè ăn nha. Thấy video hay và hữu ích cho mình một nút like và một nút đăng ký để Harry có động lực ra nhiều clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.